làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người cấp cấp như là ta lệnh.
sắc đốt nam phương thiêu trừ mộc ương hung thần quỷ mị tá ma tẩu tán ác quỷ tiêm tam cấp cấp như đợt lệnh. Sắc đốt tây phương thiêu trừ mộc ương hung thần quỷ mị tá ma tẩu tán ác quỷ tiêm tam cấp cấp như đợt lệnh. Sắc đốt bắc phương thiêu trừ mộc ương hung thần quỷ mị tá ma tẩu tán ác quỷ tiêm tam cấp cấp như đợt lệnh. Sắc đốt trung ương thiêu trừ mộc ương hung thần quỷ mị tà ma tẩu tán ác quỷ tiêu tam cấp cấp như đợt lệnh. Thập nhị nhật trung tuần thập ngũ nhật cơm ăn trao chết nhận gạo nhận tiền ba hồn bảy vía ba hồn trinh tiên tân vong linh hồn vũ văn hùng nguyên là mệnh sinh như canh tí điên muội nguyệt nhật thời sinh hưởng lục thập tứ tuế đại hạn tử quý mão niên thập nhị nguyệt trung tuần thập ngũ nhật mùi thời đang ở phía đông phía tây phía nam phía bắc hoặc ngao du vân thủy yên hà nghe thầy gọi mau mau thời về nhận xác nhập linh quan là tài. Mấy người bón nữa chuyển Yeah.
đâu? Ai cho em ăn? Ngoài. Ai cho em uống? Hùng ơi. Em ấy đi đồng ra tan tộc thiện hành thập ngũ nhật mùi thời đang ở phía đông phía tây phía nam phía bắc nghe thầy gọi mau mau thổi về nhận tuần pháp ra đang Trinh Tiên Tân Vong Linh Hồn Vũ Văn Hùng đang ở phía đông phía tây phía nam phía bắc nghe thầy gọi mau mau thổi về nhận tuần pháp ra đang cẩn thỉnh Kim Liên Đương Cai Trịnh Hương Hành Kiển Thiên Quan Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần Cai Quản Năm Quý Mão Liên cẩn thỉnh Thành Hoàng Tri Hồn Sứ Giả Cai Quản Đại Phương Phan Đình Phùng dẫn chính hồn tân con linh hồn Vũ Văn Hùng nguyện mệnh sinh lưu canh lý liên muội nguyệt nhật thời sinh hưởng phát tàng tốc tốc như luật là lệnh đồng gia tăng tộc kiện hành tả lễ tam bài mắc bây một khăn ta mắc lễ một lễ lên trên bàn ta lễ một lễ quay hương mình chứ một lễ thôi rồi tập tiếp liền cầm khăn tang lễ một lễ rồi đứng ra ria mặc cho đừng đứng giữa bàn vong rồi thầy đã làm lễ tập niệm trong giờ phút này đây đã xong về xin ăn mời tất cả các con các cháu ổn định để chuẩn bị đón những ác quả lễ viếng về thăm viếng cổ xin thông báo những ác quả lễ viếng ở ngoài ta chuẩn bị phần lễ viếng của mình để chuẩn bị vào phần lễ viếng ông Vũ Văn Hùng Thank you.
Thank you.
cùng gia đình tam quyền. Gia đình xin được đón tiếp chân thành cảm ơn. Chờ mời làm lễ dân hương xong, mời gia đình các bác ra bàn uống nước chia buồn cùng tam quyền. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trên đây cảm ơn của gia đình Tam Quyến. Sau khi quý vị trở về đặt vòng hoa dân nghi viện xong, mời quý vị lui chân ra bàn uống nước chia buồn cùng gia đình Tam Quyến. Gia đình xin được đón tiếp chân thành cảm ơn. Dân lễ vào viếng, trân trọng kính mời ông ơi, chúng tôi đây tình hàng xóm nhận được khi ông đã mất tôi. Còn các anh ông hồ ơi, thế là ngày hôm nay ông đã ra đi chưa mất đi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Các chân về bàn uống nước và chia buồn. Chuyện là mời của gia đình Tam Quyến sau khi thắp nhang lập lễ viếng xong, khi mà quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Xoay nước và chia buồn cùng Tam Quyến. Chào mời của gia đình Tam Quyến sau khi thắp nhang lập lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Nhận được tin bác đã qua đời, của gia đình Tam Quyến thắp nhang lập
lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng. Chào tạm biệt của gia đình Đăng Quyến thắp nhang làm lễ viếng xong. Kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng của sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn với gia đình Đăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, chào tạm biệt của gia đình Tăng Quyến. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Để chiếc linh sàn của anh lên viếng của gia đình em Bằng ở phường Quang Trung, gia đình em Hương ở tổ 2 Phan Đình Phùng. Nhận được tin anh 250 trở về với tổ tiên, gia đình các em trở về đây thắp nhang thăm viếng. Xin được chào tạm biệt của gia đình Tăng Quyến thắp nhang làm lễ viếng xong. Kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Thank you.
Sau khi dâng lễ viếng xong, gia đình xin cảm ơn và xin gọi hai bác lên chân. Sau khi dâng lễ viếng xong, gia đình xin cảm ơn và xin lại kính mời quý vị đứng trên địa bàn xin thức và chư Phật tổ đang quyền vị trân trọng cảm ơn.
viếng xong, gia đình xin cảm ơn và xin kính mời hai bác lên trên đường bàn xây nước và chia buồn cùng Tăng Quyến. Gia đình trân trọng cảm ơn và xin kính mời. Gia đình trân trọng cảm ơn và xin đăng kính mời ông bà lên chân về bàn xây nước và chia buồn cùng Tăng Quyến. Gia đình trân trọng cảm ơn. Gia đình xin cảm ơn và tiếp theo xin mời
Chuyện này cảm ơn của gia đình Tăng Quyến. Sau khi bắt trở về làm lễ dân hương xong, thầy bắt sẽ bàn những bước trên bồn cùng Tăng Quyến. Chuyện này cảm ơn của gia đình Tăng Quyến. Sau khi các bác làm bàn về ông Hùng, cha về làm lễ dân hương xong mày, các bác ra bàn uống nước cho bọn cùng Tăng Quyến gia đình. Chuyện này cảm ơn của gia đình Tăng Quyến. Sau khi hai cha về làm lễ dân hương xong mày, hai ra bàn uống nước cho bọn cùng Tăng Quyến. Sau khi thắp nhang và lễ viếng xong,
Vì vậy quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình của bốn nước, gia đình sẽ được chân thành cảm ơn. Để chiếc vinh sản của ông lên tiếng của cơ sở sản xuất nhân Bùi Hải Tiết, nhận được tin ông Lâm Bạch Trọng trở về với tổ tiên, đoàn chúng tôi trở về đây thắp nén tâm nhang thay câu tiễn biệt, xin được cầu chúc cho ông về nơi suối vàng ông an giấc nghỉ ngàn thu. Sau khi nhận được tin ông Hai Đồng Huy trở về với tổ tiên, về trước tinh sản đến viếng của các gia đình tổ ba phường Trưng Vương, tình cảm hàng xóm trở về đây thắp nhang thăm viếng, xin được cầu chúc cho ông về nơi suối vàng ông an giấc nghỉ ngàn thu. Xin chắp tay cúi đầu vinh biệt ông từ đây. Chuyện là mời của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, thì mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, thì mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước, chia buồn với gia đình Tăng Quyến, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Sao tranh
Tiền
chiều cha về tới suối vàng. Cha ơi, chiều nay cha ra đi khỏi đi đường bạc, cha chớ có làm đường xanh. Cha cho tất cả các quân, các cháu trong nhà được mạnh khỏe bình an. Cung nhị bái, ơi bái, ơi bạn ra lễ tất. Khi thắp nhang làm lễ viếng xong, đoàn ra lời tiếp đón của gia đình uống nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Các cháu ở Hà Tây, anh ơi, vì đường xa khách chở xe tàu đến gia đình các em, các cháu thủ lễ trở về để tình viên thương hồn của anh. Chờ mời của gia đình Tăng Quyến. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, quý bà quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Chờ mời của gia đình Tăng Quyến. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, quý bà chiếc tinh sàng của bác cái viếng của các cháu công tác tại công an tỉnh là bạn với con trai Duy. Nhận được tin bác 250 trở về với tổ tiên, các cháu trở về đây thắp nhang thăm viếng, cầu chúc cho bác về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Chờ là mời của gia đình Tăng Quyến. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Chờ là mời viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, mời hai anh ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn.
Kính thưa Vương Hồn, ông Vũ Văn Hùng, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ. Được tin ông Vũ Văn Hùng do bệnh nặng đã từ trần hồi 13 giờ 20 phút ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão, hưởng thọ 64 tuổi. Đoàn chúng tôi đại diện cho tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an huyện Đại Từ do đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng công an huyện làm trưởng đoàn, xin dâng nén hương thơm thành kính trước linh cứu ông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Trong giờ phút đau thương này, đoàn chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyển lời cảm ơn của gia đình Tăng Quyến, tới lễ viếng của đoàn công an huyện Đại Từ, nhận được tin đã trở về đây thắp nhang thăm viếng. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Tại lớp 9A là bạn Quý Duyên, về trước đinh sàng của ông đặt vòng hoa thắp nhang thăm viếng, xin được cầu chúc cho ông về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Đoàn cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tăng Quyến. Vĩnh biệt ông, đoàn xin để phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện đồng bài của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình Phú Nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Thắp nhang thăm viếng, xin được cầu chúc cho ông về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Đoàn cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tăng Quyến. Vĩnh biệt ông, đoàn xin để phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện mời của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, thì mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Trở về trước linh sàng đi viếng của tập thể lớp A5 K62 trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, các cháu là bạn của Duy. Trở về trước linh sàng của ông đặt vòng hoa thắp nhang thăm viếng, cầu chúc cho ông về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Đoàn chúng cháu cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tăng Quyến. Vĩnh biệt ông, đoàn xin để phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện mời của gia đình Tăng Quyến thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm ơn.
Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa vong linh ông Vũ Văn Hùng. Nhận được tin ông Sâu một thời gian lâm bệnh nặng, đã được vợ con đội ngũ y bác sĩ hết lòng tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, ông không qua khỏi. Ông đã từ trần lúc 13 giờ 20 phút ngày 25 tháng 1 2024, tức ngày 15 tháng 12 2023. Ông mặt cho Hội đồng Hương xã La Bằng, huyện Đại Từ, khu vực thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi có vòng hoa tươi, có nén hương thơm, xin cầu chúc vong linh ông về cõi vĩnh hằng với giấc ngủ ngàn thu. Để tưởng nhớ tới ông, xin mời anh em trong đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hồi sau khi dâng lễ viếng xong, gia đình trân trọng cảm ơn và xin là thích mời các bà lôi chân về bàn xây nước và chia buồn cùng tang quyến trong lúc tăng gia mỗi. Cảm ơn và xin đáng kính mời quý vị lui chân về bàn xây nước và chia buồn cùng tang quyến. Xin trọng cảm ơn và xin đáng kính mời anh các bác lui chân về bàn xây nước và chia buồn cùng tang quyến. Gia đình trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn và xin kính mời các bạn đến chân bàn xin nước chỉ một cuộc đăng quyền. Trân trọng cảm ơn và xin kính mời anh về bàn xây nước và chia buồn cùng tang quyến. Cảm ơn của gia đình tăng quyến. Sau khi các cô trở về làm lễ dâng hương xong,
Vậy ra đây đón tiếp của gia đình uống nước chỉ một cùng Tăng Quyến, gia đình xin được đón tiếp chân thành cảm ơn. Cho các cháu ở nơi xa, bên nước ngoài đất mạnh,
trọng cảm ơn và sẽ là kính mời chị từ chân bàn sẽ bước vào chân buồn cùng các quyền. Xin được đón tiếp chân thành cảm ơn.
bây giờ làm lễ của quân trình lên đi cứu đồng chí Vũ Văn Hùng. Xin mời tất cả mọi người có mặt tại đây. Đứng dậy. Nhập ngũ năm 1980,
Xuân Vũ năm 1984. Là hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phường Trương Vương năm 2009. Hiện đang sinh hoạt tại chi hội 3 Hội Cựu Chiến binh phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí đã từ trần ngày 25 tháng 1 năm 2024. Điều 2, chi hội cựu chiến binh số 3 và tổ quân kỳ làm nhiệm vụ củ quân kỳ và túc trực bên linh cứu thực hiện quyết định này. Thay mặt ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Trương Vương, chủ tịch đại tá Ngô Sơn Hà đăng ký. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn đồng chí Vũ Văn Hùng. Hội Cựu Chiến binh phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Vũ Văn Hùng sinh năm 1960, là hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do lâm bệnh trọng. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình ở ngoài hết lòng chăm sóc, bà con lối phố, đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu quan tâm thăm hỏi ân cần, nhưng do sức yếu đã từ trần hồi 13 giờ 20 phút ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão, ở thọ 64 tuổi. Kính thưa hương hồn đồng chí Vũ Văn Hùng, đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa. Hội Cựu Chiến binh chúng tôi mất đi một hội viên gương mẫu, tổ dân phố mất đi một công dân tốt, sống thủy chung nghĩa tình. Kính thưa gia đình tang chủ, trong giờ phút đau thương này, Hội Cựu Chiến binh phường Trương Vương chúng tôi xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, và xin gửi lại gia đình tiền chân quý là 650.000 đồng, và tiền quyên góp hỗ trợ của toàn bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh phường là 1.350.000 đồng, tổng số tiền là 2 triệu, để đỡ đần gia đình chị nhà đưa đồng chí lên xe tang về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi kính cẩn mãi mãi vĩnh biệt đồng chí Vũ Văn Hùng, và cầu mong cho linh hồn đồng chí được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Vũ Văn Hùng, chúng ta dành một phút mặc niệm bắt đầu.
Kính thưa hương hồn ông Vũ Văn Hùng, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể bà con trong tang lễ. Trong lúc toàn thể nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tổ dân phố 2 nói riêng tất bật sắm sửa chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn đầy hạnh phúc, phấn khởi, khởi nguồn cho sự tin tưởng, sự thành công năm 2024. Chúng tôi nhận được tin ông Vũ Văn Hùng đã chút hơi thở cuối cùng để về với cõi với nhà, về với tổ tiên nơi chín suối. Với tấm lòng xót thương vô hạn, hôm nay nhân dân tổ dân phố 2, các ông, các bà, bạn bè, thân bằng, cố hữu xa gần có mặt tại đây cùng gia đình để tiễn đưa người thân của các con, người ông quý mến của các cháu, người con của dòng họ, người hàng xóm gần gũi thân thương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1960 trong một gia đình tại Nhất Trai,
xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, 2 em gái, 3 trai. Chị gái cả là Vũ Thị Liên, ông là người con thứ hai. Ông cũng như bao nhiêu người dân Việt Nam sinh ra từ gia đình nông dân tần tảo làm ăn. Ông được cho học hết lớp 7 phổ thông. Vào tuổi 20, ông như bao thanh niên khác khi đất nước lâm nguy, theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, cuối năm 1978, ông lên đường tham gia quân đội bảo vệ biên giới Tổ quốc. Đến năm 1980, ông rời quân ngũ theo học tại trường trung cấp Điện Yên Thế Bắc Giang đến năm 1982. Ra trường xin vào làm việc tại công ty xây lắp điện Hà Nội. Đến năm 1987, đi hợp tác lao động tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, đến năm 1991. Năm 1992, thôi hợp tác lao động tại Liên bang Nga về nước định cư tại Tổ dân phố 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, năm 2020, chuyển về sinh sống tại Tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ông có lòng nhiệt tình công tác, tinh thần hăng hái, ý chí tự học vươn lên, ông đã được các đơn vị ghi nhận và tặng nhiều giấy khen. Từ ngày nghỉ công tác, ông có thời gian dành hơn để thăm nom con cháu và sinh hoạt gần gũi gắn bó với bà con dân phố. Kính thưa Hương Hồn ông, công lao đóng góp của ông đã được chính quyền đoàn thể các cấp ghi nhận. Những cái lớn nhất của ông để lại là tấm gương lòng trung thành, tính khiêm tốn, học ham học, thương người và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn về mình và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính thưa toàn thể bà con, năm 1990, ông xây dựng gia đình với bà Cảnh Thị Tuyết trong thời gian hợp tác lao động tại Liên bang Nga. Ông, bà đã sinh ra được 2 người con gái cả là Vũ Thị Duyên và con trai thứ hai là Vũ Khánh Duy. Người xưa từng nói, trên nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo. Cuộc sống của ông bà đã giữ được phong gia trên dưới và nuôi dạy con cháu. Con của ông bà đều đã trưởng thành và có công ăn việc ổn định. Hiện nay con trai của ông là cán bộ đang công tác tại công an tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa Hương Hồn ông Vũ Văn Hùng, do bệnh trọng đã không cho phép ông được chứng kiến tiếp theo đổi mới chắc sẽ còn lớn hơn. Vào hồi 13:20 ngày 25/1/2024, trái tim ông ngừng đập. Sau những ngày tháng được gia đình chăm sóc tận tình, nuôi dưỡng và được y bác sĩ tận tình cứu chữa, song ông không qua khỏi. Ông đã ra đi trong vòng tay yêu thương, kính trọng, đau xót của vợ, con, người thân, bà con thân thiết. Ông hưởng thọ 64 tuổi. Kính thưa Hương Hồn ông Vũ Văn Hùng, kính thưa gia đình Tăng Quyến, kính thưa bà con có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Trong giờ phút biệt ly này, ông về với âm giới, về với tổ tiên mãi mãi xa xăm. Ông ra đi con cháu chưa thỏa lòng được dưỡng đáp, ôi công dưỡng dục tày non ơn sinh thành tựa về, con cháu sầu thảm nay linh cữu còn trong gia thất, chống khơi nguồn chiêng gợi nhớ, mong Hương Hồn ông siêu thoát rồi sẽ ta kéo ông về nơi cõi vĩnh hằng trầm hoa ngát hương, rước linh cữu ông để tưởng nhớ và vĩnh biệt ông mãi mãi. Chúng tôi xin đề nghị các ông bà con, toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay để một phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, họ hàng, nội ngoại, lãnh đạo, chỉ huy và các đồng chí, đồng đội công an huyện Đại Từ, láng giềng, hàng xóm,
bạn bè thân hữu đã đến đưa tiễn bố tôi là ông Vũ Văn Hùng, sinh ngày 20/8/1960, quê quán Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh. Do mắc bệnh nặng nên đã từ trần vào hồi 13:20 ngày 25/1/2024, hưởng thọ 64 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. An táng được tổ chức tại nghĩa trang Dốc Linh. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Gia đình chúng tôi đồng cảm tạ. Sau khi hoàn thành các công việc cho bố tôi, gia đình chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, lãnh đạo chỉ huy và các đồng chí, đồng đội công an huyện Đại Từ, láng giềng, hàng xóm, bạn bè thân hữu dự bữa cơm tại nhà riêng gia đình có lời cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn. Đã đến giờ di quan, chúng tôi xin kính mời bộ phận chuyển hữu vào làm việc. Một lần nữa, ban tang lễ cùng gia đình xin chân thành cảm ơn các cơ quan đơn vị, các tổ chức, đoàn thể và cùng toàn thể bà con nhân dân tổ dân phố 2 đã tới dự lễ. Các con kể cha thêm đường chẳng đầy thấy chúng xin chào mời anh em và con cháu đã được phân công hãy vào trong nhà để nhìn thấy ký ức của thank you.
Đứng trước hội đồng Vũ Văn Hùng, kính thưa toàn thể thân nhân, gia đình Tam Quyến cùng quý vị đưa tiền, thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên Đài Hóa Thông An Tam Quyến, với niềm tiếc thương vô hạn, người thầy thân nhân, gia đình ông Vũ Văn Hùng, lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi. Trước vong linh ông, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng để được cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho ông được chu đáo, trọn vẹn. Cũng xin được cùng gia đình nguyện cầu cho hương hồn ông được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Xin kính mời gia đình Tam Quyến cùng quý vị đưa tiễn đi vào ban linh cữu ra hòa quyết thiệt ông Vũ Văn Hùng lần cuối. Để đi ra ngoài những người có muốn đặt trong nhà mình một vài đồng để lên trên quan cho. Em vái đi, đứng đứng này vái bố đi. Mình đặt ở trên quan. Chị Tuyết vái đi, vái anh ấy, vái anh ấy đi. Chúng ta cần phải chúc một câu của văn hùng cho bản thân sau.
Mấy chưa hết. Là con ông à? Vâng. Đứng đây. Đứng đây, đi vào giữa cô này. Có gì mang hết ở đây, không thì tí này đóng cửa này thôi đấy. Cầm quả luôn, tay em được đây. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu.
và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu nào hoa kiếp thân tôi, để một mái vươn hình ai lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mái tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhịp không vui. Bao nhiêu năm lan kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vỡ chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi,
để một mái vươn hình hai lớn sợi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm sáng trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mái tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nam có nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như phôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin ước mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng dần nào lá xác sơ cơi, tự vực sâu nghe lời mời đã rời. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không.